Kính chào quý vị, tôi là MC Ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý Ảo Điểm báo 11 giờ hôm nay, ngày 16 tháng 11 năm 2023. Thưa quý vị, trước tình hình mưa lũ ở miền Trung, chiều 15 tháng 11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký công điện của Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ. Công điện cho biết, từ ngày 12 tháng 11 đến nay, miền Trung xảy ra mưa lớn kéo dài. Hậu quả, nhiều khu vực bị ngập lụt, sạt lở đất, gây thiệt hại về tài sản, đời sống nhân dân bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, tại Thừa Thiên Huế xảy ra mưa đặc biệt lớn, với tổng lượng mưa trong 24 giờ lên tới 800-900mm, gây ngập lụt diện rộng. Trong khi đó, dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, miền Trung, nhất là Thừa Thiên, Huế, vẫn tiếp tục còn mưa to đến rất to những ngày tới. Lo ngại mưa lớn kéo dài, trong khi hiện nay hầu hết các hồ chứa cơ bản đã đầy nước. Đất bão hòa nước nên nguy cơ cao tiếp tục xảy ra ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt là sạt lở đất, lũ quét tại khu vực miền núi, sườn dốc. Do vậy, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tập trung chỉ đạo bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Trong đó, tăng cường tuyên truyền về thông tin phòng chống mưa lũ cho người dân, di dời người dân, phương tiện ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương, quyết định việc cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn. Thưa quý vị, sau kỳ họp thứ 18 diễn ra sáng 6 tháng 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường trục Đông, Tây tỉnh Hải Dương. Theo đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương chấp thuận điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án từ 1.000 tỷ đồng từ vốn ngân sách trung ương và gần 779 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh sang 1.087 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, hơn 691 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Trước đó, theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương trình tại kỳ họp về đề nghị phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2021 đến 2025 và năm 2023, lần 6 và tờ trình về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông, Tây tỉnh Hải Dương, việc điều chỉnh nhằm làm cơ sở để thực hiện các thủ tục tiếp theo và phù hợp với tiến độ đầu tư dự án. Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, quan hệ giữa Nga và Israel từng được coi là bền chặt, hiện đang bị thử thách vì những khác biệt trong quan điểm đối với hai cuộc xung đột lớn, một là chiến sự Nga-Ukraine, hai là giao tranh giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza, Palestine, theo The Times. Cũng từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Moscow dần thân thiết với Iran. Hai nước còn tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác phát triển nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng. Quan hệ Nga-Israel càng thêm ảm đạm từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát vào ngày 7 tháng 10. Cụ thể, sau khi xung đột nổ ra, Nga đã mời các quan chức Hamas thăm Moscow. Theo hãng tin RIA Novosti, đây là nỗ lực của Moscow nhằm kêu gọi Hamas thả những con tin mà tổ chức này đã bắt giữ từ hôm 7 tháng 10. Ông Abu Mayoub, phó thủ lĩnh chính trị của Hamas, mô tả lời mời của Nga là nỗ lực nhằm chấm dứt hành vi xung đột mà Israel đang cố tình leo thang tại Gaza. Sau chuyến thăm Moscow, Hamas cũng thông báo đã thả 8 con tin ở Gaza mà Nga yêu cầu vì Nga xem Hamas là những người bạn. Theo The Times, động thái trên của Nga đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía Israel. Ngày 28 tháng 10, Bộ Ngoại giao Israel kêu gọi Nga ngay lập tức trục xuất phái đoàn Hamas, đồng thời mô tả lời mời Hamas thăm Moscow là một bước đi sai lầm của Nga, vì nó giống như hành động ủng hộ khủng bố và hợp pháp hóa hành vi tàn bạo của Hamas tại Israel. Phòng thí nghiệm DeepMind của Google tại Anh đã phát triển hệ thống GrabCar ứng dụng trí tuệ nhân tạo, AI có khả năng đưa ra dự báo thời tiết sớm 10 ngày chính xác nhất thế giới. Trong các cuộc thử nghiệm gần nhất, GrabCar đã vượt trội hơn hệ thống trung tâm dự báo thời tiết trung bình châu Âu về độ chính xác trong các dự báo. Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science, GrabCar có thể đưa ra dự báo chính xác hơn cho 90% trong số 1.380 thông số được thử nghiệm, bao gồm nhiệt độ, áp suất, tốc độ và hướng gió cũng như độ ẩm. Quan trọng nhất, GrabCar vượt trội đáng kể trong việc dự đoán các sự kiện thời tiết tự nhiên cực đoan. Vào tháng 9 năm 2023, GrabCar dự đoán cơn bão Lee sẽ đổ bộ vào bờ biển Nova Scotia, Canada trước khi sự kiện xảy ra chính ngày, trong khi các công cụ dự báo khí tượng truyền thống chỉ dự đoán trước 6 ngày. Ngoài ra, chúng tỏ ra kém chính xác hơn về thời gian và địa điểm đổ bộ. Thưa quý vị, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước ở trẻ em, thầy giáo dạy bơi Vũ Ngọc Chiến, 32 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chuỗi sự kiện thầy Chiến dạy bơi cho trẻ em vùng biển đảo. Sau hoạt động dạy bơi ở Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu,
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ngày 27 tháng 8, thầy Chiến và các tình nguyện viên đã tham gia hướng dẫn, dạy bơi cho hơn 100 trẻ em ở huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Trước khi bước vào hoạt động học bơi trên biển, các em được hướng dẫn tập thể dục buổi sáng, tham gia trò chơi dân gian, nhặt rác trên bãi biển. Ngoài ra, sự kiện còn dành tặng sách và dụng cụ học tập cho các bé đến học bơi. Anh Chiến cho biết, mọi người cho rằng trẻ em sống ở khu vực biển đảo đều bơi giỏi. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy, rất nhiều em chưa biết bơi hoặc bơi chưa đúng kỹ thuật. Điều khiến anh Chiến và nhóm tổ chức, tình nguyện viên cảm thấy hào hứng, được tiếp thêm lửa là phụ huynh nhiệt tình tham gia và luôn theo sát, quan tâm quá trình các con tập bơi trên biển. Dù buổi tập giới hạn về thời gian nhưng anh Chiến hy vọng phụ huynh sẽ nắm được một số kiến thức cơ bản để duy trì việc dạy bơi cho con em. Anh Vũ Ngọc Chiến có hơn 10 năm kinh nghiệm dạy bơi cho mọi đối tượng, lứa tuổi. Ngoài dạy bơi, anh còn nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội với nhiều video dạy bơi, cách sinh tồn ở biển, vùng sông nước. Anh Chiến có mong muốn đam mê cháy bỏng là dạy bơi cho thật nhiều trẻ em ở Việt Nam. Thế nên, sau sự kiện lần này, nhóm của anh sẽ tiếp tục lên kế hoạch dạy bơi cho trẻ em ở các vùng miền khác. Thưa quý vị, nằm sừng sững trên đỉnh núi Nhồi, Hòn Vọng Phú Thanh Hóa gắn liền với tích truyện người phụ nữ bồng con ngàn năm chờ chồng đến quá đá. Cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 3 km về phía Tây Nam, Hòn Vọng Phú còn gọi là Vọng Phú Trạch sừng sững, hiên ngang giữa đất trời. Đây là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của xứ Thanh, biểu tượng về tình thủy chung son sắt của người Việt. Hòn Vọng Phú là cột đá cao khoảng 20 mét, nhìn từ xa tựa như hình dáng một người phụ nữ bồng con, mặt ngoảnh ra biển. Cũng bởi vậy, người dân địa phương tin rằng Hòn Vọng Phú gắn liền với tích truyện người phụ nữ thủy chung chờ chồng đến quá đá. Thắng cảnh Hòn Vọng Phú nằm trên đỉnh núi Nhồi, thuộc phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa. Để chiêm ngưỡng cận cảnh Hòn Vọng Phú, du khách buộc lòng phải đi qua hàng trăm bậc thềm bằng đá hoặc sau chừng 20 phút leo núi. Du khách có thể thư thái tận hưởng không khí trong lành trên đỉnh núi Nhồi, ngắm cảnh sắc non xanh nước biếc và cả những công trình cao chót vót phía trung tâm thành phố Thanh Hóa. Nổi bật giữa màu xanh của mây trời là khối đá sừng sững cao chừng 20 mét. Trải qua ngàn năm, suốt 4 mùa xuân, hạ thu đông vẫn trơ gan cùng tế nguyệt. Người dân nơi đây tin rằng đây là khối đá mang hình hài của người phụ nữ thủy chung chờ chồng nghìn năm đến quá đá. Thưa quý vị, Tây Ban Nha nổi tiếng với bao điều kỳ thú, từ những thành phố sôi động, được rỡ sắc màu văn hóa, lối sống, những vũ điệu Latin nồng nàn bỗng cháy, những trận đấu bò tót căng thẳng nghẹt thở cho đến những món ăn thấm đượm hương vị núi và biển. Đặc biệt, khi tới Di Rồn Nơ, du khách có cảm giác như thời gian ngừng lại. Nằm nép mình bên dòng sông Oneia êm đềm, cách không xa thành phố Barcelona đông đúc nhộn nhịp và có đội bóng Barcelona nổi tiếng thế giới, theo cách nào đó, một Di Rồn Nơ nhẹ nhàng, tĩnh lặng đã không bị lấn át bởi tên tuổi của những người láng giềng to lớn. Là thủ phủ đồng thời là một trong những địa danh quan trọng nhất của xứ Catalonia. Thành phố cổ Girona mang trong mình bề dày đáng ngưỡng mộ về lịch sử, nghệ thuật và kiến trúc. Nổi lên cùng đế chế La Mã, trải qua 2.000 năm đầy biến động, chịu ảnh hưởng từ nhiều nền văn hóa và tôn giáo, Girona ngày nay vẫn giữ được vẻ trầm mặc rất riêng. Đến Girona, du khách không chỉ choáng ngợp bởi những bức tường cổ dài hàng km, những con đường quanh co lát đá phủ bụi thời gian hay những khu phố vẹn nguyên dấu tích thời Trung Cổ, mà còn lưu luyến mãi trước vẻ êm đềm nơi góc quảng trường đẹp như một bức tranh. Dừng chân tại ga tàu ở trung tâm phố mới Girona, xuyên qua những dãy cửa hàng ngăn nắp, xinh xắn chứa đầy hàng quá thủ công mỹ nghệ hay thời trang địa phương. Khi ánh mắt du khách chạm vào chiếc cầu đầu tiên bắc qua dòng Oneia cũng là lúc một Girona cổ xưa đẹp đã hiện ra. Nhấp nhô xếp lớp bên kia cầu là hàng trăm mái nhà và gác chuông mang sắc cam vàng đặc trưng địa Trung Hải. Không khó để nhận ra các công trình kiến trúc dù theo phong cách nào, có niên đại khác nhau ra sao thì cũng đều là điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Thân mến chào tạm biệt.